Ngày 17 tháng 2, công an quận 12, thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra làm rõ vụ cháy tại khu vui chơi giải trí nằm trên đường Nguyễn Thị Đặng, phường Tân Thới Hiệp. Theo thông tin ban đầu, hơn 17 giờ ngày 17 tháng 2, người dân thấy cháy tại khu vui chơi giải trí nằm trong khuôn viên trung tâm văn hóa thể thao quận 12, đường Nguyễn Thị Đặng, phường Tân Thới Hiệp, quận 12. Nhiều người dân xung quanh nhanh chóng dùng bình chữa cháy mini và kéo vòi nước hỗ trợ dập lửa đồng thời đưa các bé thiếu nhi đang chơi trong khuôn viên ra xa khu vực cháy. Ngọn lửa sau đó lan rộng. Nhận tin báo, đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận 12 đã điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Các chiến sĩ đã triển khai phương án chữa cháy từ nhiều hướng. Không lâu sau, đám cháy được kiểm soát. Vụ cháy không có thương vong về người, tuy nhiên khiến nhiều người đặc biệt là trẻ em vui chơi bên trong khuôn viên trung tâm văn hóa thể thao quận 12 hoảng sợ tháo chạy. Theo người dân, ngọn lửa bốc lên từ khu vực nhà banh, đang ngừng hoạt động do nghỉ Tết trong khu vui chơi giải trí này. Hiện nguyên nhân cũng như thiệt hại từ vụ cháy, tại khu vui chơi giải trí nằm trong khuôn viên trung tâm văn hóa thể thao quận 12, đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.